Ljubljana II, pháo tự hành độc đáo của Slovakia, diệt quân Nga xâm lược. Theo trang tin quân sự Defense Express, pháo tự hành tầm xa đặc biệt Ljubljana II sẽ được Slovakia viện trợ cho Ukraine sau khi bàn giao các tổ hợp tên lửa phòng không S-300. Slovakia là quốc gia Đông Âu đầu tiên viện trợ vũ khí hạng nặng do chính mình sản xuất cho Ukraine để nước này chống lại quân Nga xâm lược. Theo thông báo, các tổ hợp pháo tự hành tầm xa đặc biệt Ljubljana II sẽ sớm được bàn giao theo đề xuất từ Kiev. Đôi nét về Slovakia. Slovakia và Cộng hòa Séc là hai nước được tách ra từ Tiệp Khắc sau cuộc cách mạng Nhung năm 1989. Đây là cuộc cách mạng bất bạo động, chống cộng của nhân dân Tiệp Khắc diễn ra từ ngày 16 tháng 11 năm 1989 tới ngày 29 tháng 12 cùng năm và dẫn tới sự sụp đổ của chế độ Cộng sản đã kéo dài 41 năm tại nước này. Với sự sụp đổ của các chính phủ Cộng sản tại các quốc gia Đông Âu khác và các cuộc biểu tình trên đường phố ngày càng gia tăng, Đảng Cộng sản Tiệp Khắc đã tuyên bố vào ngày 28 tháng 11 năm 1989 rằng họ sẽ từ bỏ quyền lực và đồng thời bãi bỏ nhà nước độc đảng. Sự kiện này nằm trong chuỗi sụp đổ của chế độ Cộng sản tại khắp các nước Đông Âu khác trong năm 1989. Slovakia giáp biên giới với Cộng hòa Séc và Áo ở phía Tây, Ba Lan ở phía Bắc, Ukraine ở phía Đông và Hungary ở phía Nam. Xin lưu ý rằng bản đồ này với nước Ukraine hiện nay có thể không còn chính xác vì nước Ukraine hiện nay đã bị quân Nga xâm chiếm, sáp nhập nhiều phần lãnh thổ. Slovakia là một nước Trung Âu với dân số nhỏ 5 triệu người, nhưng có nền tảng công nghiệp cơ khí rất phát triển. Nguồn nhân lực có tay nghề kỹ thuật cao và có vị trí thuận lợi là cầu nối giữa Tây và Đông Âu. Cộng hòa Slovakia trở thành một trung tâm thế giới trong việc sản xuất ô tô tính trên 1.000 dân. Slovakia có nền công nghiệp xe hơi rất phát triển với sự hiện diện của các thương hiệu xe hơi toàn cầu như Volkswagen, Peugeot Citroën, Kia Motors và Jaguar Land Rover. Thủ tướng Slovakia trước đó tuyên bố việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là một quyết định có trách nhiệm mà Slovakia với tư cách là một quốc gia ủng hộ hòa bình, tự do và bảo vệ nhân quyền đưa ra. Các tổ hợp pháo tự hành Ljubljana II cùng với AS-90 do Anh viện trợ khẩn cấp dự kiến sẽ được quân đội Ukraine tung vào chiến trường miền Đông và miền Nam khi tại đây đang diễn ra những trận đánh lớn. Ljubljana II có mức giá chỉ hơn 3 triệu đô la một chiếc so với 5,5 triệu đô la của pháo tự hành Caesar 6x6. Ljubljana II hoàn toàn đủ sức đánh bại pháo tự hành của Pháp nếu được chứng minh là đáng tin cậy. Ljubljana II là pháo tự hành, tức là loại pháo tự di chuyển, không cần phải kéo, có chế độ nạp đạn và bắn hoàn toàn tự động. Nó đã được quân đội Slovakia hoàn thành thử nghiệm thành công vào tháng 12 năm 2009. Pháo sử dụng khung gầm bọc thép bánh hơi 8x8. Đây là giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao tính cơ động so với phương án lắp đặt trên xe bánh xích. Vỏ giáp cung cấp sự bảo vệ trước các loại vũ khí bộ binh hạng nhẹ cũng như các mảnh pháo. Đặc biệt, mặt trước còn chống được đạn súng máy hạng nặng 14,5 ly. Vũ khí phụ của pháo bao gồm một súng máy 12,7 gắn trên nóc để chống lại bộ binh địch. Slovakia thiết kế pháo Ljubljana II khá độc đáo. Pháo được chia thành 3 phần chính với động cơ được đặt ở phía sau, cabin ở phía trước và tháp pháo ở giữa. Cabin phía trước không vướng động cơ nên đảm bảo cao ráo, rộng rãi, góc thoát phía trước cao giúp cho vượt địa hình tốt hơn. Tháp pháo nằm ở giữa có tác dụng ngăn cách, bảo vệ kiếp chiến đấu 4 người khỏi tác hại của thuốc phóng khi bắn. Nhược điểm của thiết kế này là nòng pháo bị dư ra phía trước khá dài, làm cho pháo có thể bị vướng khi di chuyển trong rừng nhiều cây. Tháp pháo có khả năng xoay đủ 360 độ và nạp đạn hoàn toàn tự động ở mọi góc quay, góc ngẩn của nòng pháo. Nòng pháo bị giới hạn ở góc nâng 60 độ. Tháp pháo còn được trang bị động cơ phụ để cung cấp năng lượng cho nó hoạt động khi động cơ chính đã tắt. Tháp pháo được trang bị một khẩu pháo cỡ nòng 155 ly hệ L-52, có thể bắn tất cả các loại đạn pháo của NATO. Nó có thể bắn trực tiếp và gián tiếp với 3 chủng đạn chính, gồm đạn nổ mạnh tiêu chuẩn HE,
đạn tăng tầm và đạn nổ lõm chống tăng. Tốc độ bắn của Yuzhana 2 là 6 phát trên 1 phút hoặc 16 phát trên 3 phút. Pháo này có thể bắn đạn ở cự ly tối thiểu 5,6 km và tầm bắn tối đa 39,6 km với đạn pháo tầm xa nặng 43,5 kg. Đặc biệt, pháo Yuzhana 2 cũng có thể bắn đạn pháo thông minh Excalibur của Mỹ. Loại đạn pháo thông minh này có điều khiển bằng GPS, có thể bắn trúng một chiếc xe hơi ở khoảng cách lên tới 40 km. Điểm đặc biệt của Yuzhana 2 là nó có chế độ MRSI, cho phép bắn nhiều phát đạn ở các góc nâng và liều phóng khác nhau để chúng tới mục tiêu gần như cùng một lúc. Đây là chế độ bắn pháo hiện đại nhất hiện nay. Kết hợp với việc sử dụng bản đồ kỹ thuật số, đạn pháo thông minh, phương pháp bắn này sẽ đảm bảo tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu tiên. Yuzhana 2 có mức độ tự động hóa rất cao khi có thể bắn thông qua dữ liệu mục tiêu được nạp vào máy tính. Xe cũng được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực FCS, cho phép dễ dàng hoạt động với bản đồ kỹ thuật số, cũng như hệ thống dẫn đường quán tính, radar vận tốc đầu nòng và thiết bị điện tử để cung cấp thông tin mục tiêu mà không cần trinh sát pháo binh. Toàn bộ hệ thống có trọng lượng 28,5 tấn, dài 12,97 mét với nòng pháo quay về phía trước, rộng 3 mét, cao 3,3 mét. Pháo có hệ thống điều hòa áp suất lốp trung tâm, phòng chống vũ khí sinh hóa và hệ thống chữa cháy tự động. Động cơ diesel Tatra công suất 420 mã lực đặt phía sau cùng với hộp số 10 cấp cho tốc độ di chuyển tối đa 80 km/h, tầm hoạt động 750 km, leo được dốc 60%, đi trên mặt phẳng nghiêng 30%, vượt vật cản cao 0,6 m, vượt hào rộng 2 m và lộ nước sâu 1,4 m. Thông thường, mỗi khẩu đội Yuzhana 2 sẽ có một xe điều khiển hỏa lực đi theo để hỗ trợ và có một xe nạp đạn bọc thép đi theo, cũng sử dụng khung gầm Tatra 8x8. Tuy nhiên, khi cần thiết thì mỗi tổ hợp Yuzhana 2 hoàn toàn đủ khả năng để làm việc độc lập. Do Yuzhana 2 là một vũ khí theo chuẩn NATO nên quân đội Ukraine sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để làm quen trước khi sử dụng chúng thành thạo trên chiến trường. Hiện nay, có thông tin cho biết các pháo thủ người Ukraine đã có mặt tại Slovakia để học cách làm chủ vũ khí. Sau khi quá trình trên hoàn tất, thì những tổ hợp Yuzhana 2 đầu tiên sẽ được bàn giao. Hiện tại, Nga chưa có phản ứng chính thức trước việc Ukraine nhận vũ khí hạng nặng tối tân từ Slovakia. Tuy nhiên, quốc gia Đông Âu này cho biết việc họ hỗ trợ quân sự cho Kiev không đồng nghĩa với việc coi Moscow là đối thủ. Như vậy là mình vừa chia sẻ với bạn xong về pháo tự hành độc đáo Yuzhana 2 của Slovakia viện trợ cho Ukraine để chống lại quân Nga xâm lược. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có ý kiến gì về loại pháo độc đáo này, hãy comment dưới video nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.